Chào cả nhà, sau khi xe 101 đậu ngay bến thì mình bắt đầu bước xuống qua cái bãi bên đây để mình đón cái chiếc xe 01 nha cả nhà. Đây mình đang chờ chiếc xe 01 nha. Xe 81 này là đi tỉnh lộ 10 nha cả nhà, từ bến xe Chợ Lớn qua tỉnh lộ 10. Lại đây con, nắng nắng quá. Nắng hình nắng quá. Bé qua đây ngồi nè. Đây mát nè. Rồi đây. Xe 150 này ra tới Suối Tiên luôn cả nhà. Ai muốn đi Suối Tiên thì leo lên xe 150 nha. Còn bây giờ mình đang chờ số 01 nha cả nhà. Số 01 đi Tháp 10, Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, Trần Hưng Đạo nha cả nhà. Tại xe 01 đó. Bây giờ chiếc xe 01 đang nằm trên đình, nó chưa có bước ra luôn. Thì mình đang chờ nha cả nhà. Đây, cục kính chào ở đây. Tới đây nha các bạn. Bệnh viện ta nghỉ khám. Đi ngồi đó tới đầu giờ chiều về luôn con. Đây là trải nghiệm của hai mẹ con nha, cái gì gia đình bất ổn nha. Cái gì chín mấy rồi con, yên tâm đi con, vô giờ này là ta làm lẹ luôn, khỏi chờ. Buổi sáng đông lắm. Tại sáng con không chịu lẹ nè, bây giờ là đằng sau cái bãi xe buýt là cái chợ Xóm Voi nha cả nhà. Ủa xe không hột cho ở đó hoài vậy, sao chạy ra đi cha nội chưa tới giờ hay gì á? Không một nào chạy ta. Bây giờ là biến chạy xe đau quá à. Đi xe buýt trải nghiệm luôn, cho con nó biết đường biết xá, mình muốn nó tự đi, ví dụ nó có đi học đi xe buýt cũng được. Bây giờ đi xe chạy ngắn quá, xe 16 với lại xe số 9 đang rời khỏi bến nha cả nhà. Xe buýt Long An Chợ Lớn cũng đang rời khỏi bến nha. Số 16 là đi bờ bao Tân Thánh Thắng nha cả nhà, Lê Trọng Tấn, Dương Đức Hiền, trạm điều hành. Còn số 9 là bến xe Chợ Lớn quốc lộ 1A Hưng Long luôn, Hưng Long nha cả nhà. Còn số 628 là đi Long An Chợ Lớn nha. Số 103 là đi bến xe Chợ Lớn ngã tư ga nha cả nhà. Ngã tư ga. Bây giờ là mình đang chờ cái chiếc xe 01 nha, để mình đi ra đường Trần Đạo nha cả nhà. Trải nghiệm của hai mẹ con, rủ thằng trai đi nữa nó không đi. Nó nhả bấm điện thoại cả nhà ơi. Số 103 xuất hiện nha. Là cũng là ngã tư. Ủa, 103 là mới vô bến nha cả nhà. Số xe 47 là đi bến xe Chợ Lớn là quốc lộ 50 Hưng Long.
Đi xe buýt cũng vui nha cả nhà. Như là xe 01 và bác Tài bắt đầu lên xe nè. Chuẩn bị. Xe 47 về quốc lộ 50 Hưng Long nha cả nhà. À, cả nhà đón xem video clip của mình để biết là chiếc xe buýt nào đi đâu nha. Đây, chiếc xe 01 của mình. Ủa, đi vô hay đi ra? Đi vô. Ta đi được đi vô là đi vô bãi cả nhà. Xe 81 đi tỉnh lộ 10 Bà Hôm Hồng Bàng. Ủa, chiếc xe 01 rồi mấy? 01. Ủa, phải không? Vô con, vô đi. Lên lên xe 01 nè. Không một chặn đạo chắn hầm mặt đi gọi xếp đây con đi vô đi vô đây mình lên xe rồi nha cả nhà. Hai mẹ con nhiêu? 10 tiền rồi. Cảm ơn. Đây, hai vé 10 tiền cả nha. Ngồi thoải mái luôn cả nhà. Thôi phải chạy xe chở ai. Giờ ngán chạy xe quá. Trước mặt mình là chợ lớn nha. Đây, chợ Đồng Hồ. Chợ thấp 10 nó có ba cái tên rồi cả nhà. Chợ thấp 10, chợ lớn, chợ Đồng Hồ, còn còn tên nào nữa mình không biết nha. Cái này bán đồ chơi trẻ em quá trời luôn. Thấy không? Quần áo đủ các loại luôn nha cả nhà. Bách hóa, bán đồng hồ, vali, gấu bông, có siêu thị luôn, có bán hoa giả, có ngân hàng luôn cả nhà. Trạm kế tiếp chợ Kim Biên, quý khách xuống xe vui lòng buôn bán và ra cửa sau. Để đó vô khám là được rồi. Mà mẹ hay đi đâu á? Đâu? Con nhỏ ra mẹ hay đi đâu á? Con thấy mẹ, để mẹ tha cho con. Đâu? Bác sĩ kêu mẹ ra đóng tiền chứ mẹ đâu? Nghĩ sao mẹ chở, mẹ chở tới đó mẹ đâu? Cái lúc con nằm trên bàn á là bác sĩ kêu mẹ ra đóng tiền đó con. Đúng chưa? Có nghĩa là ví dụ mình khám có một cái răng thôi, cái răng kia nó có vấn đề là bác sĩ kêu mẹ ra đóng tiền á, đóng tiền người ta mới làm, hiểu không? Chứ người ta không làm cho mình trước rồi mình trả tiền sau đâu ha. Có nghĩa là trong lúc mẹ đóng tiền là con mới được làm cái dịch vụ khác. Nếu mà con leo xuống rồi á là một lát nữa rồi phải ship hàng leo chữ vô nữa. Cho nên là một người đi đóng tiền là một người được làm ở trong cái bàn đó, hiểu không? Cái ghế đó đó. Ừ, bây giờ ví dụ như ta kêu đóng tiền mẹ nói tôi không có đem tiền rồi xong rồi leo xuống rồi đi về tiếp. Con nhỏ ăn con tưởng là bác sĩ cho con xúc miệng. Đâu mới nhổ ra máu không đâu có xúc miệng nữa. Nó ngậm cái bông gòn cái nó
máu nó thấm vô cái đó đó, chứ mà con súc miệng máu nó chảy tung tung à, không có được. Nhưng mà nhổ răng là không có được nhổ buổi chiều. Ví dụ hôm nay mình đi trễ quá đi, là ngày mai bác sĩ chỉ định là ngày mai sáng mai mới nhổ, chứ không được là nhổ buổi chiều. Buổi chiều không tốt. Để mình rời khỏi nhà lúc 9 mấy á. Chạy xe này ngồi xíu rồi tới à. Mát nữa. Đây là đường Châu Văn Liêm nha cả nhà. Đây, Châu Văn Liêm đây. Điện ra đông quá ta, đông xe quá.
Mà nghe là biết đường nha. Chiếu phim đó, Đống Đa cinema đó, thấy không? Trạm kế tiếp, trạm Đồng Tháp. Mất cái phim nó coi.
Bây giờ là góc đường gì ta? Góc đường Bùi Hữu Nghĩa là đây à? Bây giờ mình vẫn còn ở quận 5 nha cả nhà. Đang đầu quận 5 nha. Trạm kế tiếp làm việc chính chương trình này. Quý khách xuống xe vui lòng thông báo và ra cửa sau. Đây là cây xăng cửa hàng số 18 cho lên nét cho cả nhà. Xăng bên này nhiều lúc à? 24.560 rồi. Xăng 95. Đây là đồ Nguyễn Hữu nha cả nhà. Bây giờ là làm sẽ làm từ làm ngược với làm lên.
Bây giờ thì em chốt nhà nào? Rồi, ok. Em đang góc đường Nguyễn Văn Cừ nha cả nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.